On top of the money, on top of the flows, top of the charts, top of the globe. Built a machine and it's top of the line. Started with nothing, I'm watching it grow. On top of my dollars, on top of the gold. You ain't on top of your shit and it shows. Top of the morning, get top in the morning. It's a long story, watching them fold. Hello, xin chào tất cả mọi người. Như mọi người đã biết thì xe bán tải thì được rất là nhiều anh em mua chuộng. Nhưng mà một trong những dòng hiện nay mà được bán chạy nhiều nhất đó chính là Ford Ranger, đặc biệt là chiếc phiên bản Ranger XLS. Thì trên chiếc xe XLS này có làm những gì thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người. Có một bộ đôi đang làm ở trong gara. Bây giờ mời mọi người cùng theo em xem hai chiếc xe này có làm gì nha. Ok, Ford Ranger XLS tại sao là một cái phiên bản mà được bán chạy nhất trên thị trường mọi người? Tại vì khi mà mua chiếc xe XLS á, ngoài cái việc mà mình chở hàng thì không nói rồi ha, tại vì chiếc XLS á, mình về nó độ dễ hơn đó, mình có thể độ được nhiều cái đồ chơi, nhiều cái cấu hình đó, mình có thể đi abroad hoặc có thể mình trang trí thêm cho nó đi chơi, rất là tiện nghi mọi người. Cho nên là anh em chọn XLS rất là nhiều, giá cả cũng rất là hợp lý, đặc biệt là xe mới nữa đó. Bây giờ em mời mọi người vô trong ha. Hiện tại là em đang có hai chiếc xe nâng cấp phụ kiện. Đây là chiếc màu trắng, còn chiếc này em nói trước đi ha. Đây mọi người, đây là Ford Ranger XLS phiên bản màu bạc. Thì trên chiếc xe này đầu tiên là làm mọi người, làm cái phần này. Mọi người có thể nhìn qua đây ha. Một cái thanh thể thao quay chắc. Thanh thể thao này là thanh thể thao mẫu quay chắc, bản quay chắc zin á. Nâng cấp lên chiếc xe của chúng ta nhìn hài hòa, nó đẹp. Và phần phía sau này nhìn ra cái dáng nó rất là đẹp. Bản quay chắc zin thì nó có cái này. Thì mình sẽ gắn thêm cái này cho chiếc xe của chúng ta, bản XLS ha. Rất đẹp mọi người. Nếu anh em nào không chơi những cái thanh sắt á, thanh thể thao sắt thì mình có thể lựa chọn cái thanh zin. Cũng rất là đẹp ha. Nhìn nó hài hòa, chiếc xe mình nó hài hòa hơn rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là kết hợp khi mọi người làm cái này thì mình gắn thêm một cái nắp thùng. Đây, mọi người thấy. Đây là anh chủ, anh chọn cái nắp thùng cuộn cơ. Nắp thùng thì giúp cho chúng ta bỏ đồ đạc trong này. Nó sẽ kín hơn, nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Mình nên gắn một cái nắp thùng ha. Có rất là nhiều loại nắp thùng, anh em có thể tham khảo nè. Nắp thùng cuộn cơ nè. Đó, nắp thùng cuộn điện. Nắp thùng cuộn điện thì nó y chang vậy luôn, nhưng mà nó xài cơ chế bằng điện, nó không xài bằng kéo cơ giống như vậy ha. Nắp thùng cuộn điện, nắp thùng cuộn bạc và nắp thùng 38. Đó, đây là một số cái loại nắp thùng anh em có thể tham khảo và lắp đặt cho chiếc xe bán tải của chúng ta, giúp cho chiếc xe không gian này nó kín nè và nó an toàn hơn nữa mọi người. Rồi, phần phía sau này á, một cái món cũng rất là nhiều anh em làm nữa trên chiếc xe XLS mọi người, đó là cái ti, cái ti trợ lực ha. Thì khi mà mình lắp cái ti này vô thì cái việc nâng hạ lên xuống nó sẽ không có bị rầm rầm. Đó, đây mọi người. Đó, mình lên cũng nhẹ và lúc mà mình thả xuống nó cũng rất là nhẹ nhàng, nó trợ lực mọi người, rất là ok ha. Cặp ti của Thái nè, anh em tham khảo thêm cái này. Rồi, một cái món mà trên chiếc xe này không có làm mọi người, em cũng giới thiệu luôn, đó là cái đèn. Nếu anh em nào có làm được thì mình làm, tại vì mình thay cái cặp đèn zin của quá chắc á, mỗi đây nó sẽ đẹp hơn. Nó full led ha, nó có đèn chữ C. Như anh em đang chạy xe Ranger này thì mình đã biết rồi ha, đèn chữ C rất là đẹp, full led luôn. Rồi, bây giờ mình ngoại quan mình có thể tham khảo thêm ha. Dán phim mọi người, dán phim không thể thiếu rồi ha. Thường thường là mà xe về là mình dán phim nè, phủ gầm, phủ ceramic, ba cái gói đó giúp cho xe chúng ta nó đầy đủ. Dán phim, phủ gầm, phủ ceramic ha. Rồi, bây giờ mời mọi người vô trong xe đi, xem chiếc xe này có làm gì em muốn chia sẻ với mọi người. Camera có thể qua bên kia đi, em qua bên kia em quay cho nó cận cảnh nó dễ hơn, mọi người tham khảo dễ hơn. Đây mọi người, như mọi người đã thấy ha, đầu tiên là làm da ghế. Cái phần da ghế nè mọi người, nguyên bản cái da ghế zin của xe mà phiên bản XLS thì nó không có được đẹp lắm, cho nên chủ xe cũng quyết định làm một bộ da ghế. Đây là một cái loại, một cái món, phải gọi là một cái món được rất là nhiều anh em chạy bán tải, đặc biệt bản XLS là hay làm mọi người. Đó là làm lại cái da ghế này cho nó ngồi nó sướng hơn, cái da nó xịn hơn một chút xíu. Đặc biệt là da ghế hiện tại mình làm, ví dụ như trên chiếc xe này mọi người, thì mình có thể may theo một vài cái chi tiết, một vài cái vị trí theo ý thích của mình luôn. Ví dụ như là mình thích cái chữ như thế nào nè, mình thích logo như thế nào, hoặc là theo cái phong cách riêng mình có thể may được luôn. Người ta có thể dập may vô đây luôn ha, rất là đẹp. Mọi người có thể nhìn kỹ hơn cái bộ này thì mình sẽ làm theo cái may chỉ nè, form ghế, ghế trước, ghế sau, cái phần tì tay ở đây và cái phần tì tay ở đây luôn mọi người. Mình có thể làm được hết ha, thì nhìn nó liền lạc, cái chỉ nó đẹp mọi người. Đặc biệt nếu mọi người để ý thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, như mọi người đã thấy đây nè. Chỉ đỏ ha, chỉ đỏ, phần cái này cũng làm chỉ đỏ luôn, rất là nổi.
đặc biệt là làm thêm cái vô lăng này nữa mọi người. Đó, em có thể quay thấy vô lăng không mọi người? Vô lăng này thì mình tại sao mình làm? Tại vô lăng zin của nó thì mình cầm nó rất là cứng, mình chạy đường dài nó rất là đau tay. Khi mà làm thì mình sẽ đổ mút vô đây, nó sẽ êm hơn rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là mình may chỉ cho nó tông xì tông với lại cái da ghế và những cái vị trí mà mình may, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nó rất là cần thiết mọi người. Rồi, cái thứ hai ở trên chiếc xe này em muốn giới thiệu với mọi người. Như mọi người đã thấy ha, các cái phần đây nè, cái phần bấm lên xuống kính nè, đó, những cái phần bấm lên xuống kính, những cái phần bấm lock mở ở đây, bốn vị trí ngay bốn cái cửa luôn mọi người. Và cái phần ở chỗ này luôn là anh chủ xe anh quyết định anh làm carbon ha, anh làm carbon cái chỗ này để cho chiếc xe mình nhìn nó tinh tế hơn, nhìn xịn hơn chút xíu. À, đây là một cái phần carbon. Nếu mà anh em nào không chơi carbon á, thì chúng ta có thể quan tâm hơn về những cái là mình làm vân gỗ nè, hoặc là mình sơn nè, sơn ra cái màu bóng á, thì nó sẽ xịn hơn rất là nhiều. À, đây là một cái phần nội thất ở bên trong xe. À, anh em có thể xem kỹ hơn ha, những cái phần bấm lên xuống kính nè, lốc mở nè, những cái phần tì tay dưới này. À, và những cái phần ngay cần số đây. À, những chi tiết nhỏ nhỏ thôi nhưng mà khi mình làm ra thì xe chúng ta nó có một cái điểm nhấn rất là đẹp, nhìn rất là sang luôn mọi người. Ok, rồi tiếp đến là một cái chi tiết nhỏ nữa, một tiếp nhỏ nữa mọi người có thể nhìn vô cái màn hình ở đây em muốn giới thiệu luôn. Thì trên chiếc xe này anh chủ xe anh lấy cái ý tưởng từ cái xe mà Raptor mọi người, xe Raptor hiện tại sắp về Việt Nam á, là cái phần này, ông nguyên bản phần này là mình sơn lại ha cho nhìn nó sang hơn. Đó, nguyên cái phần này nhìn nó sang hơn. Ở chi tiết nhỏ trong này mình sơn đỏ luôn. Ở đây là một cái điểm nhấn của chiếc xe Raptor phiên bản 2023 sắp về đây mọi người. Đó, sơn đại đen bóng nè, chi tiết ở trong là sơn màu đỏ nè, rất đẹp đúng không mọi người, rất là hay luôn. Đó, ví dụ như là cái cần số này cũng như vậy. Đó, sơn đỏ nè, phần chỗ này là bon. Nói chung á, mình khi mà mình làm á, thì mọi người cần được cái sự tư vấn và có một cái ý tưởng thì mình lên chiếc xe chúng ta nhìn nó hài hòa, nó đẹp hơn rất là nhiều mọi người, nhìn xe nó sang lắm, nó nổi bật nữa. Ví dụ như những cái phần này nè mọi người, nếu mà anh em đang chạy bán tải LS ha, mình để ý những cái phần này mà mình để nguyên bản của nó thì nhìn nó hơi thô, nó không được đẹp, không được sang cho lắm. Mình cải biên mình làm nó một chút xíu thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó, thì trên chiếc xe này em muốn giới thiệu thêm mọi người á, là đối với cái bản full á, cái chỗ hai cái vị trí này nè, đó, mình có thể làm được, đối với xe này mình có thể làm được thêm đó là hai cái cốc để ly á. Đó, mình mua hai cốc để ly hãng, chính hãng luôn, gắn ở đây vẫn được ha, giá rẻ lắm mọi người, không đắt đâu. Nếu anh em đang có nhu cầu lắp đặt cái này có thể inbox ngay cho em nha, liên hệ ngay cho em nha, em tư vấn cho mọi người cái này lắp vô đây luôn. Cái vị trí này nó đang trống nè, đó, mình lắp đặt được, nâng cấp được nha, nâng cấp được như zin 100% luôn, rất là dễ dàng luôn. Rồi, tiếp đến ha, tiếp đến đây thì nguyên bản chiếc xe đời mới thì nếu mà mình chạy xài thì mình gắn thêm một cái bộ Android Box. À, đây là bộ Android Box mọi người. Android Box này chức năng của nó thì cũng khá là cơ bản thôi, mọi người cũng biết nhiều rồi. Đó, mình xài đa nhiệm trên màn hình này luôn. Đó, xài YouTube, coi bản đồ, rồi giải trí ở trên cái màn hình này rất là tiện luôn. Thì nó rất là cần thiết khi mà chúng ta muốn thư giãn ha. Đó, em nói rõ luôn, cần thiết cho chúng ta muốn thư giãn là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là giúp cho chúng ta mà coi lộ trình những cái bản đồ. Ví dụ như bản đồ Vietmap dẫn đường nè, bản đồ Google Map nè. À, riêng cái cục này á, thì hiện tại bên em đang tặng cho mọi người cái Vietmap S2 bản quyền ha. Vietmap S2 cải biên mới luôn, rất là rõ ràng, à, đường xá chi tiết rất là rõ ràng trên cái bản đồ Vietmap đó luôn. Cái thứ hai nữa là tặng cho mọi người cái SIM, à, gắn vô luôn thì là xài luôn. Mọi người chỉ việc bật máy lên là trên này có tất cả mọi thứ trên này luôn, rất là dễ xài ha. Android Box hiện tại thì nói chung là anh em nào đang có xe thì Android Box thuộc dạng là một trong những cái món không thể thiếu rồi. Nó phục vụ nhu cầu giải trí hàng ngày của chúng ta ha. Mình có thể xem, mình có thể cho con cái hoặc người thân trong gia đình xem. Đây, mọi người có thể nhìn vào đây. Đó, trên đây là như một cái điện thoại luôn mọi người. Thấy rõ không? Nó nghe nhạc, Bluetooth kết nối điện thoại, có Google Map, có YouTube, phải không? Có lên mạng đọc báo được luôn. Đó, Vietmap S2 bản quyền luôn nè mọi người, đầy đủ. À, đặc biệt trên cái cục Android Box này thì nó sẽ có tích hợp thêm một vài cái phần mềm riêng của thằng IK nó rất là hay mọi người. Đó, mọi người có thể tham khảo thêm, ví dụ như là tích hợp luôn app Slope nè, hoặc là tích hợp thêm là cả luôn cái định vị xe nè. Đó, mọi người không cần gắn thêm, nó tích hợp vô cục này hết trơn luôn, rất là xịn luôn mọi người. Ở đây là một cái bộ Android Box rất là xịn, anh em có thể tham khảo thêm, lắp đặt trên chiếc xe Ford Ranger. Ok, em muốn giới thiệu đến anh em đang chạy xe bán tải Ford Ranger XLS ha, đó chính là mình lắp đặt thêm một cái bộ cảm biến áp số lốp. Như mọi người đã thấy ha, cảm biến số lốp hiển thị bốn bánh đây. Bán tải mình hay chạy trên đường nhiều nè, mình chở hàng nè, mình đi off road nè rất là nhiều,
khi mà chúng ta nâng cấp thêm một cái bộ Absolute này, mình có thể theo dõi được bánh xe. Đó, theo dõi được bánh xe nó như thế nào, nó đang non hay nó đang căng, nhiệt độ nó như thế nào đó, để mình biết ha. Hoặc là khi mà nó bị lỗi nó sẽ báo trên này luôn. Anh em đang chạy bán tải Ranger hay là Ranger bản nào cũng không có mọi người, đặc biệt là Ranger là không có ha. Anh em có thể nâng cấp thêm cái này, mình gắn 4 con cảm biến zin chính hãng của Ford, sau đó mình kích hoạt lên thì nó sẽ hiển thị trên đây, khá là ngon ha. Rồi, đây là phần trên xe này, chiếc xe Ford Ranger. Rồi, ngoài ra thì em muốn giới thiệu đến mọi người luôn, đây có một cái phần rất là hay. Thường thường anh em hay rất là hay nhờ em tư vấn những cái này. Đây là cái tem mọi người, cái tem nhỏ nhỏ đây. Thì cái tem này á, mọi người đang có nhu cầu thiết kế và dán hoặc là design cho mình một cái tem riêng theo cách của mình, thì mình có thể liên hệ ngay cho em, em tư vấn cho mọi người và thiết kế theo logo của công ty, theo ý tưởng của mình, theo một cái style nào cũng mình muốn. Mình dán một cái nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nhiều khi nó lại đẹp ha. Đây là tem ha, cái phần tem, anh em đang có nhu cầu có thể liên hệ cho em. Ok, bây giờ mình qua chiếc xe này đi. Đây, đây là một chiếc xe Ford Ranger, cũng XLS luôn mọi người. Đây là một chiếc xe mới. Thì trên chiếc xe này có làm một vài thứ anh muốn giới thiệu đến mọi người đây. Như đây là mọi người có thể thấy đây, biết cái gì không? Đây là một cái baga. Đây là một cái baga. Baga này bằng nhôm hoàn toàn luôn mọi người. Baga nhôm ha. Thì mình sẽ lắp đặt ở trên cái nóc. Thì cái việc của baga này á, thì thứ nhất á, thì tác dụng chính của nó như mọi người biết nhiều, baga thì nó sẽ giúp cho chúng ta chở hàng thêm khi mà mình cần thiết. Có những lúc cần thiết mình cần ràng buộc những cái gì trên này đó, cột gì trên đây thêm á, mình không có vị trí chỗ để thì mình có thể để lên đây. Cái thứ hai nữa của baga, tác dụng chính của nó là đẹp, rất đẹp mọi người. Xe chúng ta khi mà có một cái baga này, ví dụ anh em lắp đặt xong thì em sẽ quay cho mọi người coi. Baga lắp đặt xong thì nó rất là đẹp, nhìn cái xe của mình nó sao ta, nó off-road, nó có nhìn nó hoang dã hơn rất là nhiều ha. Đây là cái phần baga, anh chủ xe quyết định chọn một cái baga nhôm, baga nhôm nguyên khối luôn mọi người. Mọi người nhìn kỹ hơn cái baga này ha, thì thiết kế của nó rất là tinh xảo, sơn rất là đẹp đó, mọi chi tiết nó rất đẹp luôn mọi người. Đây là baga ha, baga nhôm. Rồi, tiếp đến trên chiếc xe này có làm gì mọi người? Đầu tiên là anh em kỹ thuật đang chuẩn bị làm đèn cho chiếc xe này. Nguyên bản của chiếc xe Ranger XLS này thì đèn của nó là đèn halogen, nó xài cái bóng halogen nhỏ đời cũ thôi. Thì khi mà mình nâng cấp, mình sẽ cho nó vô một cặp bi led ha. Mình có thể chọn bi led hoặc là bi laser để tăng sáng cho nó rất là nhiều ha. Đặc biệt khi mà mình nâng cấp này vô rất là sáng nha mọi người, rất là sáng, rất là an toàn, mình đi về đêm không có sợ mỏi mắt. Cái thứ hai nữa là khi mà có bi vô, mình có một cái điểm nhấn ở phía trước, nó nhìn cũng khá là bắt mắt, nó giống như những xe bán full, rất là đẹp. Đây là chiếc xe Ford Ranger XLS nâng cấp đèn mọi người, phía trước nâng cấp đèn. Rồi, tiếp đến em muốn giới thiệu cho mọi người luôn cái phần phía sau này, cái phần đây, cái phần bên hông này. Thì trên chiếc xe này có làm thêm một cái món được rất là nhiều anh em XLS quan tâm và làm, đó chính là gập gương tự động theo remote. Gập gương tự động theo remote tức là cái gương của mình á, cái gương zin của thằng này thì nó xài bằng cơ, tức là khi mà mình mở ra mở vô á, mình sẽ phải gập bằng tay ha, gập bằng tay. Thì khi mà mình làm cái motor điện ở đây thì mình thao tác theo remote thôi, anh em chỉ việc xuống xe bấm lock một cái gương tự động nó vô. Đó, tự động vô luôn mọi người, tự động vô ra luôn, bấm mở tự động nó ra, rất là tiện ha. Đây là một cái món mà anh em XLS từ hay làm, rất nhiều anh em nhờ em tư vấn tham khảo làm cái cặp gương điện này, anh em có thể tham khảo thêm. Đó, rồi phần phía sau này thì cũng gắn thêm một cái thanh thể thao quay chắc, thanh thể thao quay chắc này mọi người. Đó, ok. Bên trong xe thì anh kỹ thuật đang làm thêm một cái băng ghế chỉnh điện. Thì cái băng ghế chỉnh điện này, nếu anh em nào đang chạy bán tải rồi thì mình có thể biết ha, cái phần ghế sau của mình á, nó rất là đứng, nó rất là đứng luôn. Rồi khi mà anh em mà lắp thêm một cái bộ băng ghế chỉnh điện này thì mình có thể ngả lưng được, ngồi thoải mái hơn rất là nhiều. Ghế chỉnh điện, đây là cái phần làm ghế chỉnh điện cho chiếc xe bán tải. Thì bán tải mà nếu mà anh em mà đi ở đằng sau có người ngồi ấy, mà mình đi đường xa á, thì nên trang bị cái này ha, cái này rất là cần thiết luôn nha anh em. Rất là cần thiết cho anh em mà đang chạy bán tải mà mình hay có người ngồi băng sau mà đi đường xa ha. Nếu không có thì mình ngồi rất là đau lưng, tại vì cái lưng xe của thằng này rất là đứng ha. Đó, đây là ghế chỉnh điện. Bán tải thì có rất là nhiều cái món, rất là nhiều cái option có thể làm. Thì nếu anh em đang có nhu cầu về lắp đặt thêm hoặc nâng cấp phụ kiện cho chiếc xe Ford Ranger, chiếc xe bán tải, thì có thể liên hệ ngay cho em. Em là Kiệt, em đến từ Rộ Tu. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nha. Xin chào.